đây là những chiếc xe độc lạ từ trước đến nay. Dennis Fair 1930 lấy cảm hứng của Leonardo da Vinci, người anh John Herbert đã thiết kế và nó chạy bằng điện. Lancet 1921 được mệnh danh là máy bay không cánh do người Pháp Lancet Marcel thiết kế. Nó có một cái cánh quạt ở phía trước rất là to. Out Electric 1942 được mệnh danh là quả trứng điện do Paul Ehrens thiết kế. Maxim Mitar 200 1945 và 1964 và nó chạy bằng xăng, sản xuất được 40.000 chiếc. Scott Carrot 1930 được mệnh danh là xe con bò do William Scott sản xuất. Ông đã mê mẩn hình dáng của con bò và đem vào thiết kế xe của mình. Và sau đây là General Motors Firebird 521 năm 1953, y như một chiếc máy bay phản lực và nó có thể đạt công suất tới 370 mã lực. Và cuối cùng là chiếc POP 50 được mệnh danh là xe siêu nhỏ, đạt kỷ lục Guinness vào năm 2010.